tiếp lại nước mùi được. Đấy, nó mới dễ. Nhưng bây giờ cái loại này nó chưa hồi lại lợn, chú bắt vào ông nói chưa hồi lại lợn thì mình bán cũng không đâu. Ăn đất trái mùa. Thì biết mình cũng bán rồi đó, mà nó hỏi cái giá nó khoảng bao nhiêu. Nếu mà bán được thì bán. Con này mồng dã man thật đấy. Ui giời. Đấy các bác nhá. Mồng này như cái thúng luôn này, cơ quả này. Khúc nào là khúc đấy này. Đánh đánh mồng này. Quá đỉnh luôn rồi các bác ạ. Chim đẹp nhá. Con này hằng này. Ba ba sáu sáu. Con này thẻ tay là 3366 nhá. Ôi. Ôi. Đẹp chưa?